Hoàng tử Gió là một trong những giang hồ mạng gây ồn ào trên mạng xã hội như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng, trên YouTube cũng như các nền tảng khác. Hoàng tử Gió từng khiến người ta bàn tán xôn xao với loạt clip đánh nhau, kèm theo đó là các hình xăm hổ báo. Theo thông tin mới nhất, vào tối ngày 5 tháng 10, Hoàng tử Gió đã qua đời tại một căn chung cư cao cấp tại Hà Nội. Hoàng tử Gió tên thật là Hoàng Đức Nhân, sinh năm 1992 tại Quảng Ninh. Năm 2013, thanh niên này bất ngờ gây chú ý trong các hội nhóm nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Vào năm 2019, Hoàng tử Gió cùng nhiều dân chơi bất ngờ bị lực lượng chức năng đưa về đồn sau buổi phục kích diễn ra vào rạng sáng ngày 23 tháng 10. Khi đó, Hoàng tử Gió làm quản lý nhân viên, nhận cuộc gọi đặt chỗ ở một quán bar tên Star Bar Club. Thanh niên này làm công việc sắp xếp bàn và chăm sóc khách đến vui chơi giải trí. Tiếp đó vào năm 2020, cụ thể là vào ngày 24 tháng 8, Hoàng tử Gió tiếp tục khiến cư dân mạng phẫn nộ khi livestream sử dụng chất cấm. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã triệu tập Hoàng tử Gió vì tội sử dụng chất kích thích. Mặc dù sau đó thanh niên có đăng lên fanpage để thông báo, cập nhật tình hình, tuy nhiên, netizen vẫn cho rằng động thái này của Hoàng tử Gió là đang thách thức dư luận. Đến tháng 11 năm 2020, Hoàng tử Gió cùng em trai của Khá Bảnh đã xuất hiện tại phiên tòa xét xử Ngô Bá Khá tức Khá Bảnh cùng 5 đồng phạm khác vì tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Được biết, Hoàng tử Gió có mối quan hệ khá thân thiết với Phạm Tuấn, em trai Khá Bảnh. Hồi đầu năm 2021, Hoàng tử Gió bất ngờ thay đổi hình ảnh, từ một giang hồ mạng với nhiều hành động lẫn phát ngôn phản cảm, Hoàng tử Gió đổi hướng sang làm doanh nhân tài chính. Trên trang cá nhân của mình, Hoàng tử Gió thường xuyên đăng tải những hình ảnh về tiền bạc, xe hơi, kèm theo đó là những setup về triết lý kinh doanh, cách thức đầu tư làm giàu. Tuy nhiên, thực tế thì Hoàng tử Gió cũng nằm trong chuỗi hệ thống của nhóm WeFinance, sau này đổi tên thành đầu tư VT Gephi cùng Hoàng tử Gió. Đây về cơ bản là sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, bom một hình thức đánh bạc trá hình, đã 5 lần 7 lượt được VTV phản ánh lên các phóng sự cảnh báo người dân.